Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình thời sự hôm nay. Tỉnh Hưng Yên và ngành điện bàn các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong năm 2024. Tiếp tục thu hút các nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng vào phục vụ cuộc sống. Các cơ sở OCOP đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Kinh nghiệm của huyện Tiên Lữ trong giải phóng mặt bằng, đường bên, đường nối hai cao tốc. Tăng cường trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị về tình hình cung ứng điện, công tác đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng đường dây 500 kV Nam Định - Phố Nối. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện Tổng công ty Điện miền Bắc và các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sản lượng điện thương phẩm tỉnh Hưng Yên tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là trên 10% năm. Năm 2013, điện thương phẩm đạt 5,5 tỷ kWh, tăng gần 1,1% so với năm 2012. Công suất phụ tải cao nhất năm 2013 là 1.023 MW, dự kiến đến năm 2025 là 1.238 MW. Đường dây 500 kV Nam Định 1 Phố Nối, địa bàn tỉnh Hưng Yên dài hơn 11 km với 34 vị trí móng cột. Trong đó, thị xã Mỹ Hào có chiều dài hơn 7 km với 21 móng, huyện Văn Lâm hơn 4 km với 13 móng cột. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai xây dựng 4 dự án thuộc tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Phố Nối với mục tiêu hoàn thành tháng 6 năm 2024, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện để thi công xây dựng trong toàn bộ thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Một số vướng mắc cần tháo gỡ 3 vị trí đặt móng cột tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào là đất xâm canh giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương và xã Lương Tài, huyện Văn Lâm phải di chuyển mồ mả. Tại hội nghị, hai địa phương còn vướng mắc 3 móng cột 500 kV thuộc huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào và các sở ngành liên quan đã báo cáo giải trình phương án cũng như các nội dung cần Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn giải quyết. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tỉnh Hưng Yên trong hỗ trợ quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống điện để phục vụ cho phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân trong tỉnh. Với vướng mắc trong giải phóng mặt bằng 3 vị trí móng cột, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hải Dương để tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng trong thời gian sớm nhất để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Trong đó sẽ có một số vị trí được bàn giao ngay trước Tết Nguyên đán. Các nội dung mà các đồng chí có ý kiến hôm nay thì chúng tôi đồng nhất trí và giải quyết nhanh nhất. Cái gì mà vì nó khó về luật thì khó nhất là tái định cư thôi, cái này thực ra là khó tái định cư, còn nếu các nội dung khác là không có gì khó cả. Thì cái tái định cư đấy thì với tôi đã cho con điểm rồi, giao đồng chí Đức, đồng chí Hiến, hai đồng chí chủ tịch huyện Văn Lâm, huyện Mỹ Hào thực hiện cái nhiệm vụ này và trong thời hạn nhanh nhất, nếu anh có thể thì đưa vào tái định cư ở các vị trí, các khu đất có sẵn. Giải quyết chưa hết là xây tất cả các cọc mốc, tức là cái cột của điện ấy, là chưa hết, chân cột là đầu tiên, là cái đó thì trong quý 1 phải đủ hết, không có cái đó, phải đủ đảm bảo diện tích để tạo điều kiện nhanh nhất, giải phóng bằng nhanh nhất để cho các dự án điện lực thực hiện một cách tốt nhất. Với quy hoạch xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ và đô thị, trong đó các khu cụm công nghiệp và nhiều khu đô thị phát triển mạnh trong các năm tới, vì vậy nhu cầu sử dụng điện của Hưng Yên là rất lớn trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và đến năm 2030. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn được tập đoàn tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở hạ tầng, lưới điện để đáp ứng các mục tiêu trên, đặc biệt là xây dựng hệ thống điện quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn tiếp theo. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị huyện Văn Giang đến năm 2040. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đô thị Văn Giang là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Theo đó sẽ ưu tiên các dự án giao thông vận tải liên vùng, liên tỉnh, các tuyến đường tạo ra không gian phát triển mới, đường vành đai 3,5, đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, dự án cấp điện, cấp nước, dự án cấp bách về môi trường, thu hút đầu tư phát triển nhà ở đô thị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu khi triển khai, huyện Văn Giang cần chấp hành theo đúng quy hoạch chung đã được Chính phủ phê duyệt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vai trò tầm quan trọng của công tác phát triển đô thị, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến đầu tư, quan tâm phát triển dịch vụ thương mại, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm thực hiện có hiệu quả về kế hoạch phát triển tổng thể, kinh tế, xã hội của huyện đến năm 2040, theo định hướng của Trung ương và của tỉnh. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai 50 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ các địa phương xây dựng 6 mô hình ứng dụng, tổng kết, nghiệm thu 10 nhiệm vụ. Nhiều mô hình có tính khả thi cao như mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cúc hoa vàng, sản xuất giống và nuôi thương phẩm, ốc nhồi, pila, ghép cải tạo vải trứng trên cốc vải lai, khắc phục hiện tượng ra quả cách năm, chế tạo đế và lót giày từ phế liệu ngành dệt may, da giày trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cần làm tốt công tác tuyên truyền cập nhật các kết quả thành tựu, nêu bật được hiệu quả thực hiện của các mô hình có ứng dụng khoa học kỹ thuật, các sở ngành địa phương quan tâm hơn đến việc thực hiện sáng kiến cải tiến nhiệm vụ khoa học công nghệ của ngành địa phương mình. Kiện toàn bộ máy, nhân lực, nguồn lực làm công tác khoa học và công nghệ. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đây là thời điểm vàng để các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Khói Châu tích cực sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng kịp thời các đơn hàng phục vụ dịp Tết. Từ năm 2019 đến nay, Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo cho ra mắt nhiều sản phẩm chế biến sẵn như giò lụa, giò xào, thịt gà Đông Tảo ủ muối, chân gà ngâm xả tắc. Ngoài việc bán lẻ, Hợp tác xã thực hiện liên kết với siêu thị Metro và một số công ty bếp ăn tập thể trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ với sản lượng 40 tấn gà thịt tươi trên năm và 15 tấn gà Đông Tảo ủ muối thành phẩm. Với các sản phẩm giò xào gà Đông Tảo, giò lụa gà Đông Tảo, sản phẩm thịt gà Đông Tảo đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP. Những ngày này, lượng đơn hàng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Chúng tôi kiểm soát rất ngặt về cái chất lượng, chăm sóc nuôi dưỡng, cũng như là khi mà mình triển khai trong quá trình giết mổ và làm ra các sản phẩm đảm bảo cái chất lượng. Tức là đầu tháng 11 âm lịch là thị trường gà thịt cũng đã có những cái sự sôi động. Từ tháng 11 âm lịch, Hợp tác xã Nông sản Toàn Phát xã Bình Kiều đã tăng tốc để kịp sản xuất cho các đơn hàng ngày Tết. Các mặt hàng của hợp tác xã chủ yếu là chuối sấy, long nhãn, mít sấy, rất thích hợp để làm quà biếu và tiêu dùng trong dịp cuối năm. Để phục vụ thị trường Tết, cơ sở đã thuê thêm 3 đến 5 lao động và tăng công suất gấp 2 lần so với ngày thường. Dự kiến dịp Tết năm nay, cơ sở sản xuất và tiêu thụ trên 10 tấn sản phẩm chuối sấy và 2 tấn long nhãn. Hiện tại là đang có 3 sản phẩm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chứng nhận OCOP, đó là sản phẩm long nhãn Hưng Yên, chuối hay giò, là một sản phẩm nữa là chuối xay dẻo. Khi các sản phẩm của chúng tôi đã được công nhận OCOP thì cái sản lượng tiêu thụ thì nó sẽ tốt hơn, khách hàng người ta sẽ tin tưởng hơn khi sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện nay các chủ cơ sở hộ kinh doanh các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện đều đang tăng tốc sản xuất để cung cấp hàng phục vụ thị trường Tết. Toàn huyện có 30 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng. Trong đó có 6 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 24 sản phẩm 3 sao. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ dịp Tết Nguyên đán của người dân, hầu hết các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đều tăng sản lượng sản phẩm đưa ra thị trường. Đồng thời, các chủ thể OCOP còn tăng cường quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và đưa sản phẩm tới các kênh phân phối bán lẻ để mở rộng thị trường tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, lựa chọn được cán bộ có uy tín từ cơ sở tham gia tích cực công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường bên của đường nối 2 cao tốc qua địa bàn huyện Tiên Lữ với chiều dài 9,2 km đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân, qua đó đảm bảo tiến độ của dự án. Đây được cho là dự án có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh nhất trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Ông Phạm Ngọc Dương, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thống Nhất, cùng với đại diện Hội đồng Giải phóng Mặt bằng huyện Tiên Lữ và lãnh đạo xã Thủ Sĩ kiểm tra lại mặt bằng sạch, nơi có 35 ngôi mộ đã được di rời đến nơi an táng mới. Chúng tôi cũng tích cực vận động nhân dân di rời mộ, trong khi mà đợi tiền đền bù thì một số hộ đã tự giác tháo dỡ. Nhân dân nhận thức được, từ đó là tạo điều kiện cho các hộ di rời rất nhanh, thuận tiện. Chưa đầy 2 tháng, từ lúc nhận chủ trương của huyện Tiên Lữ về triển khai công tác giải phóng mặt bằng, xã Thủ Sĩ đã hoàn thành việc di chuyển mồ mả và kiểm đếm toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Đáng chú ý là trong khu nghĩa địa có những ngôi mộ tổ được xây dựng kiên cố cũng được di chuyển để có mặt bằng sạch cho dự án. Mộ tổ của chúng tôi và mộ của gia đình, tất cả dòng họ có 6 ngôi mộ, chúng tôi cũng phải họp và cũng phải động viên tất cả anh em bàn trong nội tộc để có một cái phương hướng. Mặc dù là chúng tôi chưa lấy tiền thời điểm ấy, nhưng mà theo chủ trương gia đình rồi dòng họ cũng quyết tâm chuyển vì lợi ích của quốc gia và của tỉnh. Trước đó, chỉ trong hơn 4 tháng triển khai dự án này, xã Nhật Tân hoàn thành 5 bước giải phóng mặt bằng với 73 hộ dân có đất nông nghiệp, 45 hộ có đất thổ cư cùng 49 ngôi mộ được di rời để trao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đảm bảo cho nhà thầu thi công đúng tiến độ. Về giải phóng mặt bằng của đường bên thì Đảng ủy Ủy ban tuyên truyền đến các hội viên cũng như toàn thể nhân dân phân tích về cái lợi ích của đường bên, chúng tôi rất là được thuận lợi, được nhân dân rất là đồng tình, ủng hộ. Dự án được triển khai thì được lãnh đạo huyện rất là quan tâm và nhân dân thì rất ủng hộ. Khi mà cái chủ trương dự án được người dân thấu hiểu, người dân nắm rõ được cái tiện dự án thì người dân ủng hộ. Và từ cái ủng hộ của người dân đấy thì trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất để hoàn thiện các phương án bồi thường hỗ trợ và chi trả cho người dân. Để hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bên của đường nối 2 cao tốc qua địa phận huyện Tiên Lữ, kinh nghiệm cho thấy các yếu tố then chốt là sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị cơ sở, người có uy tín trong làng xã, dòng họ tham gia vận động tuyên truyền, chủ trương chính sách của nhà nước, của tỉnh, sớm công khai minh bạch các dự án để người dân biết và quan trọng nhất là ý thức của nhân dân trong chấp hành chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng. Sáng nay, huyện Yên Mỹ đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phục vụ triển khai dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ giai đoạn 4, giai đoạn 5 có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi đất 37 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp của trên 400 hộ dân thuộc địa bàn xã Tân Lập, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 140 tỷ đồng. Phần lớn các hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, 16 hộ chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do không đồng ý với phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trước khi tổ chức cưỡng chế, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, xã Tân Lập đã tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để tiếp tục giải thích các chính sách hỗ trợ đối với các hộ trên và yêu cầu các gia đình chấp hành bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, các hộ trên không chấp hành. Với tinh thần kiên quyết, tuân thủ theo đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc cưỡng chế thu hồi diện tích đất theo đúng quy định. Những ngày qua, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện bắt giữ 48 vụ vận chuyển, tàng trữ gần 500 kg pháo các loại. Điển hình vào ngày 13 tháng 1 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt đối tượng đang có hành vi buôn bán hàng cấm. Qua kiểm tra, phát hiện 48 khối hộp chữ nhật bên trong chứa pháo hoa nổ với tổng khối lượng là 58 kg. Tương tự như vậy, từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1, Công an huyện Khoái Châu bắt giữ 2 vụ với 36 kg pháo nổ. Trước đó, Công an huyện Phù Cừ phát hiện bắt giữ hàng chục kg pháo nổ tự chế. Như vậy, sau một tháng giao quân, toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 48 vụ với 55 đối tượng vi phạm pháp luật như vận chuyển, tàng trữ, sản xuất pháo các loại, đã khởi tố 30 vụ, 34 bị can, xử lý hành chính 6 đối tượng. Từ nay đến Tết Nguyên đán, loại hình vi phạm pháp luật này còn gia tăng và diễn biến phức tạp. Các lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các lực lượng công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó tạo động lực tiếp tục nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ với quyết tâm để người dân đón Tết an toàn, vui vẻ. Với quyết tâm cao độ, ngay sau ngày giao quân, các lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh trấn áp các ổ nhóm tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, tăng cường nắm tình hình, bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Ngay những ngày đầu, nhiều chiến công đã được xác lập, tiêu biểu như Công an thị xã Mỹ Hào đã đấu tranh xác lập triệt phá 3 chuyên án, làm rõ được hàng chục vụ việc, thu giữ gần 30 kg pháo nổ, khởi tố 27 vụ, bắt giữ 29 đối tượng về tàng trữ, vận chuyển chất ma túy. Trong dịp Tết Nguyên đán này, trên cơ sở tình hình thực tế, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với tất cả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tập trung vào đấu tranh vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công an huyện Văn Lâm sau một tháng ra quân đã đấu tranh làm rõ gần 80 vụ việc trong các lĩnh vực, nhiều nhất là tội phạm vi phạm về ma túy 21 vụ, môi trường 22 vụ, 3 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cướp. Trên địa bàn huyện Văn Lâm, giáp ranh với thành phố Hà Nội, có tuyến đường 5 đi qua, được dự báo là có nhiều tiềm ẩn phức tạp, nhất là trong những ngày giáp Tết. Căn cứ vào tình hình thực tế thì chúng tôi đã thường xuyên triển khai các kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm, phân công cán bộ chiến sĩ bám sát từng địa bàn, từng đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật và từ đó xây dựng các kế hoạch kịp thời triệt phá. Có những lúc phải ăn nằm ở cơ sở, đảm bảo hoàn thành xong nhiệm vụ thì mới rút về đơn vị. Xác định địa bàn thị trấn Như Quỳnh là một địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, với cái quyết tâm chính trị cao nhất, lực lượng công an thị trấn Như Quỳnh duy trì công tác tuần tra kiểm soát, nhất là công tác tuần tra vũ trang ban đêm để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, để làm sao mà giúp cho bà con nhân dân thị trấn Như Quỳnh đón một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. Sau một tháng ra quân trấn áp tội phạm, ngày 15 tháng 12 năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 565 vụ việc, 795 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật, đã khởi tố 222 vụ, 329 bị can, triệt phá 33 chuyên án về hình sự, kinh tế, ma túy. Kết quả ban đầu này không chỉ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin cho nhân dân, mà còn là động lực để cán bộ chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán tới. Với đề tài sân khấu rối các tác phẩm văn học trong chương trình trung học cơ sở, nhóm học sinh trường trung học cơ sở Cửu Cao không chỉ giành giải ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên mà còn biến giờ học văn trở nên thú vị hơn. Đây là một giờ học ngữ văn của trường trung học cơ sở Cửu Cao. Nội dung của tác phẩm văn học được học sinh kể lại bằng sân khấu rối, vừa được xem hình ảnh vừa được nghe nội dung bằng ngôn ngữ đời thường dễ hiểu. Giờ học văn trở nên hấp dẫn hơn. Sau khi được trải nghiệm những tiết học được sử dụng sân khấu rối, mô hình rối thì em cảm thấy là tiết học rất sinh động, bổ ích và lý thú, khiến cho em có hứng thú hơn với bài học, giúp em hiểu bài học rõ hơn ạ. Đưa sân khấu rối vào giờ học là ý tưởng của nhóm 4 học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Cửu Cao. Xuất phát từ một hoạt động nhóm trong giờ học, các em đã có ý tưởng sân khấu hóa tác phẩm văn học, biến việc học văn theo cách truyền thống cô giảng trò nghe trở nên mới mẻ, độc đáo hơn. Với những vật dụng bỏ đi như bìa cát tông, giấy vụn, mẩu gỗ hay đá sỏi, qua bàn tay khéo léo đã trở thành những con rối, những hoạt cảnh ngộ nghĩnh, rực rỡ sắc màu. Với mỗi mô hình như thế này, kinh phí chỉ khoảng vài chục nghìn nhưng có thể sử dụng được nhiều lần. Em thấy trong bộ môn ngữ văn có ít đồ dùng học tập, một số tiết học được các thầy cô cho xem video, một số tiết thì được dùng tranh ảnh minh họa. Nên là từ đó bọn em nảy sinh ý tưởng tại sao mình không làm những sân khấu rối, những con rối để cho tiết học trở nên thú vị và hấp dẫn hơn, đem đến cho lớp học một không khí sôi động và môn ngữ văn trở thành môn mà nhiều bạn không sợ nữa. Đến nay, nhóm tác giả đã thiết kế được 15 bộ sản phẩm phục vụ việc học tập các tác phẩm văn học từ khối 6 đến khối 9. Không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu thiết bị đồ dùng học tập, tinh thần sáng tạo của các em đã lan tỏa rộng rãi trong nhà trường, được học sinh nhiều khối lớp hưởng ứng. Trong năm học này thì hầu hết tất cả các tiết học văn học dân gian thì đều được sử dụng sân khấu rối vào trong giảng dạy. Từ khối 6 đến khối 9 tất cả các em đều tham gia làm cái sản phẩm con rối này. Khối nào cũng làm được, có những cái sản phẩm cũng rất là tốt. Hiện nay các sân khấu rối chỉ dừng lại ở tác phẩm văn học dân gian. nhóm tác giả đang ấp ủ ý tưởng chuyển thể các tác phẩm văn học đương đại trong chương trình trung học cơ sở. Dù vậy, đề tài vẫn được đánh giá cao và giành giải ba tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh Hưng Yên năm 2023. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.